đừng mượn tiền người thân và bạn bè nữa. Không chỉ thấy ngại mà còn chẳng vay được nhiều nữa. Nếu bạn đang cần tiền gấp, hãy sử dụng app này. Có thể vay đến 50 triệu mà không cần thế chấp tài sản. Thủ tục hồ sơ rất đơn giản, duyệt nhanh. Tiền vào trong tài khoản chỉ trong một ngày. Bạn chỉ cần nhấp vào link bên dưới và tải app. Sau đó điền thông tin cá nhân và bạn sẽ nhận được số tiền bạn muốn vay. Nếu bạn đang ngồi trước màn hình mà đang thật sự muốn giải quyết vấn đề, hãy thử ngay.